cũng kém vui. Vợ mà cười lên nắng vàng lại đẹp tươi, yêu nhau đến già luôn em ơi. Hiền nhà đừng nói với ai biết không trông mong, làm cho mọi thứ rối tung mà lại mệt thôi. Giận buồn vừa mãi đến khi đôi ta hoàn lại, vì gia đình mới em mong sao anh. Từ nay chồng sẽ lắng nghe thêm bao lời hay, tình chân hòa sống có thân cho vợ được vui. Vợ ơi mình mãi nắm tay chồng hai vợ em, một gia đình mãi. Trà nè mình. Này có tin tức gì hay không? Trời ơi, cái gì ghê vậy? Bây giờ mấy cái vụ này nó xảy ra đầy khắp nơi. Bởi vậy bây giờ mà có con gái là phải cẩn thận. Mấy đứa nhỏ học sinh bây giờ nó nguy hiểm lắm. Quá trời quá đất. À, chào con, chào chú. Chào con hỏi có bạn Thư ở nhà không cô chú? Ờ có con Thư nhà nhưng mà con là... Ủa Thư chưa nói gì về con với cô chú hết hả cô chú? Ừ. Ờ thấy con hơi lạ như cô chú chưa gặp. À con xin tự giới thiệu, con tên là Hà, bạn thân của Thư. Ủa con là bạn thân của con Thư nhà này hả? Dạ. Ủa sao bạn thân mình nào giờ không? Ủa? Ủa bạn con sao nào giờ mẹ không nghe con nhắc vậy? Sao bà không nói gì với ba mẹ của bà với tôi vậy? Dạ thì bạn này là con ít nên con chơi trong trường nhiều dữ lắm nhưng mà con chưa dắt về nhà thôi ba mẹ ơi. Là hôm nay sẵn thì con về đây con mới cho ba mẹ biết luôn đúng không? Dạ, là hôm nay là con qua đây để dạ học nhóm. Học nhóm hả? Đi qua đây học nhóm. Tại vì dạo này người ta chuộng cái phương pháp học nhóm á cô chú. Học nhóm sẽ cùng nhau tiến bộ hơn. Cho nên là con với Thư đã thỏa thuận với nhau rồi, là hai đứa con sẽ thường xuyên qua nhà Thư để học nhóm. Nhỏ nhìn mặt thánh thiện dễ thương quá ha. Dễ thương, lanh lợi ghê. Lanh lợi hiền, chắc là bạn hơn con ha. Thôi, ủa mà sao con qua đây học nhóm mà không thấy đem tập vở gì hết vậy con? Tại hôm qua Thư nè mượn cuốn tập của con rồi cho nên là giờ có sẵn ở bên nhà con qua người không rồi học luôn. Dạ. Thôi giờ vậy đi. Thôi ba đi để cho hai đứa con học ở đây đi ha. Có gì lấy tập vở rồi ra học đây luôn. Dạ. Sẵn bà nấu cơm trưa nay cho tụi nó ăn đây luôn đi ha. Dạ. Cô nấu cơm rồi trưa ở lại ăn cơm với cô chú luôn nha. Để ăn cơm trưa rồi. Thôi vậy ba đi công chuyện chút nha. Anh ra ngoài chút có chuyện. Dạ. Mình đi nhớ về ăn cơm trưa nha mình. Ăn chứ sao không ăn. Thôi hai đứa học đi ha, để mẹ vô mẹ làm trái cây ra cho ăn. Dạ. Cảm ơn cô. Gì vậy? Gì bất ngờ vậy? Dòm ngó gì? Ê, nghe nè, tự nhiên qua nhà tôi chi vậy? Qua nhà gì? Hỏi ngộ ghê không? Thích thì qua chứ. Ê, nhà cửa vậy, rồi ba mẹ vậy, hỏi sao mà không giống Tiểu Thư cho được. Ủa, mà mày cũng tên Tiểu Thư mà. Vậy thì biết nhà rồi đó, về, đi về đi. Về cái gì? Lấy tập sách ra học, nhanh lên. Nhìn cái gì? Biết rồi. Trời đất ơi, lẹ làng cái chân lên. Nhà mày chứ có phải nhà tao đâu mà đi chậm vậy. Trời đất ơi, trời ơi, chạy bo bên đây nè. Chạy đi đâu gì không biết. Trời đất ơi. Bởi vậy cái tim này mà không có mình là không có xong. Nè, tôi đem tập ra cho bà nè. Gì? Đưa tập tao làm gì hả? Nè, nhiệm vụ của mày là phải làm cho xong hết mấy cái bài tập thầy giao về, biết chưa? Ủa gì kỳ vậy? Sao bà nói qua đây học nhóm tôi mà? Thì học nhóm, nhưng mà hả, mày học thôi, còn tao chỉ nhóm, hiểu chưa? Làm đi, trời ơi đang bận chơi game, cứ hỏi hoài thua bây giờ. Nhưng nghĩ cái gì? Nè, thua rồi đó. Trời đất ơi bực bội à, đi qua đây học chung là để cho làm hết giùm bài tập, để không có phải lên lớp làm nữa. Làm đi, ngoan ngoãn nghe lời, thì cuộc sống trên trường nó dễ chịu, không thôi là khó khăn à nghe. Khó khăn gì vậy tụi con?
Trời ơi, có khó khăn gì thì nói với mẹ, rồi có gì mẹ coi mẹ giải giùm cho. À dạ không, không có phải là khó khăn bài tập đâu cô. Tại vì đang giải cái căng thẳng cái con nhớ ra chuyện mẹ con bị bệnh đó cô. Nằm ở trong bệnh viện nên là gia đình con hơi khó khăn xíu. Trời ơi vậy đó hả? Tội nghiệp quá vậy. Dạ. Rồi mẹ con đỡ chưa? Mẹ con đỡ rồi cô. Nhưng mà bác sĩ dặn là ở trong bệnh viện ít lâu nữa để bác sĩ theo dõi. Ủa nhưng mà sao tôi đâu có nghe bà kể gì đâu. Thì bạn thân mà lỡ bà lo cho tôi kể rồi bà suy nghĩ, tôi không muốn bà suy nghĩ. Trời ơi con thấy bạn con chưa? Con thấy chưa, gia đình rất là khó khăn như vậy đó mà bạn con vẫn cố gắng để học cho nó giỏi, con thấy không? Con là phải bắt chước bạn, phải noi gương bạn đó. Thôi nè, hai đứa ăn trái cây rồi cố gắng mà học hành nghe không? Dạ. Nhớ trưa ở lại ăn cơm với cô chú, bữa nay cô chú nấu nhiều món ngon lắm. Không được đâu mẹ, bạn con bận chăm sóc cho mẹ nên là chắc không có thời gian ăn cơm với mình đâu. Cô lâu lâu con mới có dịp qua. Ừ. Nên là mẹ con có cũng nói con là phải giao du bạn bè này kia, cho nên là không sao hết trơn á. Lâu lâu mới có dịp qua nhà bà mà. Cô, con nghe nói là Thư khen cái tài nấu ăn của cô nhiều lắm. Trời ơi. Hôm nay là con có cái dịp để mà thưởng thức tay nghề của cô rồi, con vui quá. Thì cô nấu cũng bình thường thôi chứ cũng không gì. Con á kỳ lắm, bạn lâu lâu qua chơi thì để cho bạn ở đây ăn cơm, chứ bây giờ bạn đi vô bệnh viện thì cũng đâu có cái gì đâu mà ăn. Dạ. Đúng không? Bây giờ thôi hai đứa học đi, cô vô cô làm tiếp nha. Dạ, cô yên tâm. Ừ. Con và Thư sẽ học thiệt là tốt. Tại vì cô biết không, tụi con là đôi bạn cùng tiếng mà. Làm lẹ đi, thôi quay làm lẹ. Ê, gì vậy? Xin lại coi. Nói bạn thân gì mà đi xa vậy? Xin lại đây. Ê, vui lên. Làm gì mặt hầm hầm vậy? Có tao làm bạn là mày phải mừng đó nha. Vừa được bảo kê nè, vừa được đi chơi chung nè, lại còn hả đưa đón đi học về nữa. Thôi đi chơi bữa nay vậy đủ rồi. Thôi về tôi vô nhà. Gì? Tự nhiên bạn thân tới nhà đuổi về hả? Đuổi gì đuổi? Nè, nên nhớ nhờ tao nha, mày mới thoát khỏi cái vụ mà ba mẹ mày kìm kẹp. Đưa tiền công đây. Trời ơi, tiền gì? Trời đất ơi, giờ hỏi tiền gì nữa trời. Bộ tôi rảnh lắm hay sao mà tôi đi chơi với mấy người nè. Đi chơi bảo kê đưa đón đi về là có tiền công. Yên tâm, bạn thân 50 ngàn. Thôi, 50 ngàn tiền nhiều quá, không có tiền đâu. Không có tiền? Trời đất ơi, mày nghĩ tao là ai mà mày lừa tao hả con kia? Cái nhà mày như vậy, ba má mày cưng mày như vậy, Tiểu Thư mà không có tiền hả? Không có tiền thiệt mà. Nè, làm gì vậy, người ta nhìn á. Móc túi á, biết móc túi là gì không? Không, tôi đã nói là không có tiền mà. Đưa cái đứt kỳ quá à, tôi đã nói là không có tiền. Bỏ tôi dép ra, nhanh lên. Nè, đã nói là không có tiền. Dạ ơi. Hôm nay qua mặt chị Đại nữa hả mày? Cái gì? Có 20 ngàn thôi hả? Trả ra đây coi. Trả gì? Tiền của tôi bộ. Trời, tiền của tôi đã giải thích hồi nãy rồi, nói là đi chơi phải tốn tiền công. Bắt nộp 50 ngàn mà giờ có 20 ngàn, thiếu 30 ngàn tính sao? Ủa gì vậy? Tự nhiên mắc gì tôi phải đưa tiền cho bà? Ủa mắc gì hả? Nè, nãy nói lỗ tai không vô hả? Lỗ tai trâu sao mà không vô vậy? Nên nói là tiền công đi chơi, chị Đại bận lắm, không có rảnh mà đi chơi với con nít, biết chưa? Ai biểu đi chơi, có kêu đi đâu đi. Rồi đó, con niệm đi chảy keo hả? Nè, hôm nay thiếu 30 ngàn thì mai trả gấp đôi 100 ngàn nghe chưa? Cái gì? 30 gấp đôi mà là 100, không có 60 ngàn à, biết tính không? Tao nói 50 gấp đôi lên. Không có tiền. Không có tiền hả? Vậy xin ba má. Ba má cơn vậy mà, tên Tiểu Ơ Thư, Tiểu Ơ Đồ mà kêu không có tiền. Có tiền không có miếng. Có tiếng không có miếng vậy, trách ba má mày chứ sao trách tao? Ai biết? Nói đi, trả kèo nó tao tán vô mặt bây giờ. Mét mét mẹ. Mét mẹ hả? Mét mẹ, chị cho mày mét mẹ. Mày lại đây, Nói con nhỏ này buông ra coi. Con nhỏ này buông ra coi, trời hôm nay mày nói với chị mày như vậy hả? Nè, làm cái gì vậy? Sao vô bóng quýnh Tiểu Thư của tôi? Cái gì vậy? Đâu ra xuất hiện vậy? Tôi hàng xóm của Tiểu Thư nè. Tâm, cứu tôi coi. Cứu gì nít? Nè. Gì? Chị làm cái gì vậy? Sao tôi đi quýnh Tiểu Thư? Ủa mắt mù hả? Không thấy hả? Nè, lấy tiền á. Chấn lột tiền tôi. Tiền gì vậy? Chấn lột cái gì chấn lột? Này là lấy tiền công. Tiền công gì? Tiền công đi chơi, đi ăn, đi uống. Nhưng mà
biết chưa? Trả tiền mà. Ờ, người ta trả tiền mà sao chị lấy tiền công làm cái gì vậy? Trời ơi, đi chơi với tôi dễ lắm hay sao? Đi chơi với chị Đại của trường đó. Ủa, chị là chị Đại hả? Nè, nè nè, nhưng mà như vậy cũng không được nữa. Cũng không được lấy tiền của tiểu thư của tôi. Đưa đây không? Dạ nè, không lấy tiền của tiểu thư đúng không? Ừ. Có tiền không? Đưa 50 ngàn ra đây, nộp thay cho nó. Ờ, tôi là khỏi lấy tiền của nó chứ gì đâu. Ở nhà tôi nghèo, tôi làm gì có tiền. Vậy thì đi về nhà. Lá đi. 20. Trời ơi. Dạ. 20, 20 đây cất vô. Dạ. 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 Làm gì nữa vậy? Tôi. Trời ơi, tôi đàn bà con gái. Đi đây. Vậy ơi, mày định kêu của ai? Kêu của ai? Kêu của ai? Ai người làm cái gì vậy? Tôi trời ơi. Ai vậy? Ai vậy? Ủa? Sao lại quýnh tôi vậy? Đi à. Chắc mày chết. Ôi, mày con mày hổ hào với chị. Dừng lại đi. Trời ơi là trời. Cho con ăn học. Bây giờ hả, không những nói dối ba mẹ mà còn đi quýnh lộ quýnh lạo rồi nữa hả? Tại sao vậy con hả? Nói cho mẹ biết coi, bạn con nó đang khó khăn quá mà. Mẹ của nó thì nằm bệnh viện mà nó vẫn cố gắng nó qua đây nó học bài với con. Mà sao con còn đi đánh nó hả? Ba mẹ, không phải vậy đâu. Nó xạo ba mẹ nó. Xạo cái gì trời? Ê cô chú. Trời ơi. Cô chú đừng có trách Thư. Tại vì á, chỉ là hiểu lầm thôi. Cô chú biết sao không? Thư tốt tính á, Thư cho bạn mượn tiền. Mà con thấy Thư tin người ta quá, sợ người ta quỵt, cho nên là con ngăn. Rồi Thư hiểu lầm con rồi Thư. Cái gì? Tới giờ này mà bà còn nói xạo ba mẹ tôi nữa hả? Nói thiệt đi. Trời, bà có giận tôi, bà có bực bội gì tôi, bà cũng không nên nói tôi, không nói xấu tôi với ba mẹ bà vậy chứ. Cô chú, nhà con khó khăn hay có nghèo gì mẹ con cũng dặn con không bao giờ con lấy tiền gì của người khác hết trơn. Mẹ, con tốt quá à. Bây giờ mẹ cầm cái bình trà mẹ sáng vô đầu con đi, con tốt quá à. Con còn nói nữa hả? Trời đất ơi, con bây giờ con vu oan giá họa cho bạn của con nữa kìa. Hả? Sao con không giống ai trong nhà này hết trơn vậy con? Ba, rõ ràng là nó lấy tiền mà ba. Trời ơi, con thôi đi. Tới giờ phút này mà con vẫn còn chối nữa hả Thư? Thôi cô chú đừng có la Thư. Tại vì Thư tin người á. Ít bữa nữa rồi Thư hiểu chuyện rồi Thư không có giận con nữa đâu. Thôi con xin phép cô chú con về trước. Mẹ con còn đợi trong bệnh viện. Thôi cho cô chú xin lỗi con nha. Con thấy chưa? Con thấy bé Hà chưa? Trời ơi, một cái con người nhân hậu, hiền hòa, thánh thiện. Ây da. Trời ơi. Ây da. Trời ơi, đau quá. Đại tỷ. Hả? Có sao không? Hồi nãy tôi đụng trúng đau lắm đúng không? Tôi xin lỗi nha. Tôi nói đại tỷ nha. Không phải tôi sợ đại tỷ đâu. Mà tại vì tôi là con trai, tôi không có quýnh đàn bà con gái. Đại tỷ không có được quýnh tiểu thư nữa, không có được bắt nạt tiểu thư nữa nghe chưa? Cái gì đại tỷ? Bị đụng trúng đau quá cho nên là bị rối loạn lên tới dạ, đúng rồi. Đầu. Đây là đại tỷ của trường con nè. Trời ơi. Thấy chưa? Cô chú biết không? Đại tỷ hả? Đại tỷ lúc nào cũng bắt nạt tiểu thư hết. Rồi á, bắt tiểu thư á phải đưa tiền ăn của mình cho đại tỷ nè. Rồi sai khiến tiểu thư nè, y như trên phim gì đó. Bà Dung. Giờ sao? Bắt nạt con tôi hả? Trời. Lấy tiền của con tôi hả? Trời ơi, không có, con không có lấy tiền. Mà cô chú cho con, cô chú nhiều tiền của nó xài không hết thì con xài giùm. Thì ra bây giờ là lòi mặt ra rồi ha. À, nhân chứng bằng chứng đã có đủ rồi đây nè, phải chưa? Hình như là con không có sợ đúng không? Chú sẽ báo công an. Chú sẽ báo công an chuyện này. Báo với ba mẹ nó, báo với công an, báo với nhà trường. Đúng. Trời ơi, cô chú làm gì dữ vậy? Thì ai biểu con của chú nó ngu thì nó bị con ăn hiếp. Thôi, coi như là chuyện này con biết rồi. Cô chú đừng có mét ba mẹ con nha, con xin lỗi nha, đừng mét nha. Trời đất ơi, ơi. Nó xin lỗi mà giống như lỗ nó muốn sáng cái cây vô mặt tôi vậy đó trời. Trời quá đất. Đó, ba mẹ thấy chưa? Ba mẹ không có tin con gì hết trơn á. Thôi nè, sức biến dầu cho bớt đau nè. Thôi, đem dầu qua cho bà đó. Ông nghĩ làm sao chai dầu này có thể chữa lành vết thương của tôi đang ở đây đó. Thôi mà mẹ xin lỗi mà. Mẹ đâu có biết là nó đánh con mẹ te tôi như con điên như vậy đâu.
Thôi cái này cũng là do lỗi của ba mẹ bị hồ đồ, cho nên là trách lầm con. Ba hứa là từ nay trở về sau ba sẽ tìm hiểu kỹ mọi chuyện. Ba luôn tin con gái của ba mà nha. Ba biết là tổn thương mà. Có những chuyện không biết phải nói như thế nào, phải làm gì, nhưng chỉ cần ba mẹ tin mình là được. Nhưng người lớn đôi lúc vô tình và tự cho mình có quyền phán xét đúng sai, để rồi áp đặt con vào những bức xúc không thể nào giải tỏa được.